Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế, đặc biệt là tin tức từ Afghanistan, thưa quý vị. Thì có thể nói trong vài giờ đồng hồ vừa qua thì tin tức quốc tế cho biết là thành trì cuối cùng của lực lượng quốc gia kháng chiến tại thung lũng Panjshir đã thất trận, thưa quý vị. Và trên màn hình thì quý vị thấy bản tin tiếng Anh là Panjshir, the last pocket of resistance falls to Taliban, tức là thung lũng Panjshir, ổ kháng cự cuối cùng đã thất trận trước Taliban. Và bên phía Taliban, phát ngôn viên của Taliban cũng đã tuyên bố là phe Taliban đã hoàn toàn chiếm trọn toàn bộ lãnh thổ Afghanistan sau khi tuyên bố là đã chiếm được ổ kháng cự cuối cùng, thung lũng Panjshir. Thì có thể nói rằng đây là một cái tin tức mà rất nhiều người có thể đã dự đoán trước, thưa quý vị. Vì với cái lực lượng tàn quân yếu kém của những người lập ra mặt trận quốc gia kháng chiến, gồm cựu phó tổng thống Afghanistan Amrez Salet và Mansour, con trai của lãnh tụ Mansour của lực lượng liên quân Bắc Phương trước đây, thưa quý vị. Thì hiện nay số phận của hai người này cũng chưa được rõ ràng. Trong những ngày qua thì bên phía Taliban đã bao vây thung lũng này từ bốn hướng và đã có những cuộc giao tranh rất ác liệt, và lực lượng kháng chiến quân của mặt trận quốc gia kháng chiến đã tuyên bố là đã sát hại được 450 quân của Taliban. Nhưng mà trong 2 giờ đồng hồ vừa qua thì nhiều tin tức trái chiều và đã cho biết là lực lượng Taliban cùng với hàng chục chiếc xe thiết giáp do Hoa Kỳ bỏ lại đã tiến vào con đường phố chính của thung lũng Panjshir. Và những hình ảnh, những tin tức cho thấy là lực lượng Taliban đã ăn mừng chiến thắng khi mà họ đã tiến tới dinh tỉnh trưởng của thung lũng quận Panjshir này, thưa quý vị. Và vùng Bara là một trong cái huyện kế cận thung lũng Panjshir cũng đã thất trận, thưa quý vị. Thì có thể nói là số phận của hai người đứng đầu của lực lượng quốc gia kháng chiến hiện nay cũng chưa rõ tung tích. Tuy nhiên với những hình ảnh được loan truyền trên truyền thông quốc tế thì cho thấy là lực lượng Taliban đã có thể là tuyên bố chiến thắng một cách toàn vẹn trên lãnh thổ Afghanistan. Vì những cái ổ kháng cự cuối cùng của lực lượng kháng chiến quân mặt trận quốc gia dường như đã không chịu đựng nổi sức tấn công của phía Taliban. Và đây là dinh tỉnh trưởng của Panjshir, thưa quý vị, và hiện nay đã bị lực lượng Taliban chiếm đóng. Và có thể nói là việc dinh tỉnh trưởng rơi vào tay Taliban coi như là chính quyền ở Panjshir đã rơi vào tay Taliban, thưa quý vị, sau khi cầm cự được 22 ngày từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 7 tây tháng 9. Thì có thể nói rằng với cái lực lượng tàn quân cùng với số vũ khí ít ỏi và nhiều quốc gia thì cũng đã giả lơ, không lên tiếng ủng hộ hay yểm trợ cho lực lượng kháng chiến quốc gia này, khiến họ có thể bị suy yếu một cách nhanh chóng và dẫn tới thất bại. Có thể là hiện nay họ đang lẩn trốn ở trên cái vùng biên giới giữa Afghanistan với Tajikistan hoặc Uzbekistan, những cái nơi mà
có biên giới kề cận với Afghanistan. Đương nhiên là với những cái vùng đồi núi cao như thế thì Taliban cũng khó lòng mà chiếm trọn hết tất cả những cái nơi hiểm yếu như thế. Nhưng mà việc thung lũng Panjshir thất thủ sau 22 ngày đánh nhau với Taliban đã cho thấy là lực lượng Taliban đã có những chuẩn bị rất kỹ lưỡng và họ đang sử dụng cái đà chiến thắng trên toàn cõi Afghanistan để giải phóng thị trấn cuối cùng và vùng đất cuối cùng, nơi mà có những cái huyền thoại chống lại các lực lượng, các đế chế. Và có thể nói rằng lần này những cái tin đồn đó đều không đúng. Và đây là cái bức thư tuyệt mệnh của vị phó tổng thống Afghanistan Amirat Saleh, thưa quý vị. Một bức thư được cậy đăng trên các phương tiện truyền thông báo chí. Và cái nội dung thì nó cũng khá dài, nhưng mà chúng tôi xin đọc vài câu cho quý vị khán thính giả hiểu là: Betrayed by Biden, but I fight on in the valley, that's my nation's last hope. Phản bội bởi Biden, tức là phản bội bởi Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu ở thung lũng. Đó là niềm hy vọng cuối cùng của quốc gia chúng tôi. Và ký tên là Phó Tổng thống Afghanistan Arula Shalet. Thì có thể nói rằng đây là một cái bức thư tuyệt vọng của một người mà đã từng cầm quyền với một cái quân đội 300.000 quân, thưa quý vị, và đã thất trận trước một quân đội của Taliban 60.000 quân. Và từ một cái nơi hẻo lánh ở vùng Panjshir đã gửi ra một cái bức thư thống trách nước Mỹ, thống trách chính quyền Joe Biden đã bỏ rơi một cách tàn nhẫn, thưa quý vị. Tuy nhiên theo quan điểm của chính quyền ông đương kim tổng thống Joe Biden thì nói rằng là người Mỹ không có cái khái niệm gọi là cuộc chiến tranh mãi mãi, đánh nhau mãi mãi, và tới một cái lúc nào đó cần phải chấm dứt. Và thời điểm là đã 20 năm giúp đỡ cho Afghanistan cũng phải chấm dứt. Người Mỹ không thể chiến đấu trên đất Afghanistan nếu người Afghanistan không chịu chiến đấu, tự bảo vệ chế độ của mình, tự bảo vệ quê hương đất nước của mình, mà giống như là ăn bám vào cái viện trợ của Mỹ, ăn bám vào số vũ khí của Mỹ. Nói thẳng ra là người Mỹ coi quân đội Afghanistan giống như là ký sinh trùng, thưa quý vị. Và trong một cái cuộc điện đàm đặc biệt cuối cùng giữa cựu tổng thống Afghanistan Ghani và cựu phó tổng thống Amirat Saleh đối với chính quyền Hoa Kỳ, thì dường như hai người này cũng không biết được cái số phận của mình sắp kết thúc, thưa quý vị. Và theo những tin tức cho biết rằng ngay cả ông đương kim tổng thống Joe Biden cũng không ngờ là cái số phận của quân đội Afghanistan kết thúc quá trống vánh. Từ cái ngày 15 tây tháng 7 tới ngày 15 tây tháng 8, chỉ trong vòng 30 ngày mà cái quân đội Afghanistan đã buông súng đầu hàng một cách nhục nhã, thưa quý vị. Thì qua những cái cuộc điện đàm đó, người ta thấy rằng là ngay cả tình báo Hoa Kỳ, tình báo Anh Quốc, tình báo của các nước đều hoàn toàn dự đoán sai về tình hình chiến trận, dự đoán sai về tất cả các cuộc các trận đánh ở Afghanistan, thưa quý vị. Đều liên tục sai. Có thể nói rằng là dự đoán là nơi này có thể cầm cự được 7 ngày, nơi kia 14 ngày, nơi nọ 1 tháng 30 ngày, nhưng tất cả đều sai bét. Không có một nơi nào dự đoán tình báo chúng được, thưa quý vị. Và cuối cùng
thì sau 11 ngày quân đội Afghanistan đã buông súng đầu hàng và thủ đô Kabul đã rơi vào tay Taliban. Thì hiện nay phe Taliban đã bắt đầu công bố chính quyền lâm thời với sự lãnh đạo của thủ tướng lâm thời là Mullah Muhammad Shahan Akhund, có thể nói là một trong những vị sáng lập ra Taliban, thì sẽ làm thủ tướng lâm thời cho cái tình thế hiện nay. Phía Taliban thì cho biết rằng đây chỉ là một chính phủ tạm thời, lâm thời, trước khi mà phe Taliban có thể dàn xếp cho tất cả các vị trí để mà tạo nên một cái tiểu vương quốc Hồi giáo. Thì có thể nói là các thành phần lãnh đạo của Taliban hiện nay đã bắt đầu nắm giữ những chức vụ quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Cảnh sát và các bộ về tài chính kinh tế, vân vân. Theo tin tức ở Hoa Kỳ cho biết rằng các nước phương Tây hiện nay đang dè dặt và thậm chí là không công nhận Taliban. Thủ tướng Đức đã tuyên bố rằng là các quốc gia phương Tây chỉ nên bắt đầu đối thoại, giao tiếp với Taliban. Và phía Hoa Kỳ thì cho biết là chỉ đối thoại, giao tiếp và theo dõi những cái lời hứa của phe Taliban có thực hiện được hay không. Tin tức cũng cho biết là phía Taliban đã chặn lại 6 chuyến bay cuối cùng của các chuyến bay dân sự Hoa Kỳ, với dự định là sẽ di tản những người Hoa Kỳ còn sót lại ở Kabul. Tuy nhiên phía Taliban không đồng ý cho 6 chuyến bay dân sự này được cất cánh, với một cái ý đồ khá rõ rệt là dùng những người này để làm con tin mặc cả trong các cuộc thương thuyết sắp tới đây, thưa quý vị. Thì tiếp theo một hành động mà phía Taliban thể hiện cái sự chiến thắng của mình bằng cách là sơn lại ở cổng của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kabul với lá cờ và những khẩu hiệu của Taliban. Thì báo chí cho biết rằng đây là một cái hành động khiêu khích của Taliban, nhưng mà đối với nhiều người thì họ không nghĩ như vậy, vì cái tòa đại sứ này đã bị bỏ lại một cách hoàn toàn trống rỗng, với nhiều cái tài liệu, vật liệu bị đốt cháy, hủy bỏ trước khi mà người Mỹ rời đi. Và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul hiện nay đã di tản sang Quetta và hoạt động tại Quetta, hoạt động từ xa, thưa quý vị, trước khi mà có những cuộc thương thuyết trong tương lai về số phận và cái sự quan hệ ngoại giao sẽ được bình thường hóa như thế nào trước khi mà người Mỹ có thể trở lại cái tòa đại sứ cũ ở Kabul. Còn hiện nay thì đang bỏ trống với những khẩu hiệu và lá cờ của Taliban ở trước cửa. Thì có thể nói rằng hiện nay tình hình Afghanistan vẫn đang rất căng thẳng, và bên phía Trung Quốc cũng rất nóng lòng muốn nhảy vào Afghanistan để tái thiết và ra điều kiện để mà có thể là, theo như mọi người nói, là ngồi trên, chiếu trên. Và dường như là với những cái hình ảnh thì cho thấy rằng dường như Trung Quốc thông qua ông Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã có những thương thuyết mật, những cái trao đổi, những cái mật đàm với phe Taliban, và dường như là có một cái chỗ đứng vững chắc với phe Taliban. Vì có nhiều tin tức đồn đoán là Trung Quốc chính là đạo diễn đứng phía sau Taliban
Mặc dù trên truyền thông chính thức thì không có cái chuyện như thế, nhưng mà chúng tôi nói rõ đó là những cái tin tức báo chí đồn đoán. Thì tin tức cũng cho biết là phía Taliban đã ra lệnh cho các nữ sinh trước khi trở lại trường học là phải mang quốc phục trùm đầu, chỉ lòi ra hai con mắt và phải đeo mặt nạ che mặt. Thì đó là cái luật Sharia rất hà khắc của những người theo đạo Hồi. Thì phía Taliban đã ra luật như thế. Và cũng có những tin tức cho biết là phía Taliban đã trả thù một số người, chẳng hạn như có tin tức là đã xử bắn một nữ cảnh sát của chính quyền Afghanistan cũ, mặc dù cô này đang mang thai, thưa quý vị. Nhưng mà phía Taliban với cái chính phủ lâm thời Taliban thì cho biết rằng họ đã công bố cái chính sách đại xá và không muốn trả thù những người họ mở ngoặc anh em Afghanistan đóng ngoặc, vì họ cho rằng hiện nay thì tất cả đều là người Afghanistan, cho nên cùng nhau đoàn kết và xây dựng một tiểu vương quốc Hồi giáo mới tại Afghanistan. Còn những thành phần mà chống đối quyết liệt thì có thể là sẽ bị Taliban xử tử, thưa quý vị. Thì đó là cái quy luật của chiến tranh, kẻ thắng, người thua. Thì đó cũng là một cái câu chuyện đang diễn ra ở đất nước Afghanistan. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.